Theo Nghị định 137/2020 về quản lý sử dụng pháo, người dân được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp lễ Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Loại pháo hoa này tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, nhưng không được có tiếng nổ. Trên thực tế, lâu nay, người dân vẫn sử dụng pháo hoa theo quy định của Nghị định 36/2009, gồm pháo hoa lễ hội bằng giấy, pháo điện, que hương phát sáng, không gây nên tiếng nổ. Những ống pháo tròn to này còn được gọi là ống phục kim tuyến giấy, không có hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Còn những ống pháo nhỏ, ngắn, chưa đầy găng tay này được gọi là pháo hoa điện. Một loại khác nhỏ hơn còn gọi là que hương phát sáng, bán theo gói, mỗi gói hàng chục que. Những loại sản phẩm này vẫn được bày bán trên thị trường cũng như trên mạng xã hội với mức giá dao động từ vài chục ngàn đồng đến 100-200 ngàn đồng. Pháo sân khấu mà, thuộc về pháo sân khấu mà. Một quả quá gì có 20 ngàn. Nó éo ồn ào thôi. 30 giây rồi. Là nên mua những chỗ uy tín thôi. Như ra mấy tạp hóa hay này nọ mình sẽ ra đó mua, còn mấy cái nơi khác là không nên. Bởi vì có khả năng là chất nó pháo thì nó có thể nguy hiểm hoặc là một chất nào đó nó gây hại cho sức khỏe. Phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là pháo hoa điện. Tuy nhiên, các loại pháo điện đều không rõ đơn vị sản xuất, đơn vị nhập khẩu. Trên những quả pháo điện này chỉ ghi chữ Trung Quốc, không có một nhãn phụ tiếng Việt đính kèm nào để hướng dẫn sử dụng. Qua quả pháo ghi toàn chữ Nga, không biết công ty nào chịu trách nhiệm về sản phẩm.